bạn lên này cứ vẽ chụp thu sập trong cày này ven thì muối sụp chụp từ xã cà rai pi rụt tiệt là trăm ca nơi khai cặp bông trà muối nơi hàng bảy bảy muối bảy bảy nó cứ thật còn bảy bảy và lấy chụp luôn vì lại em sẵn từ bốn luôn bắt ra xong trình và cứ số luôn vì lại em và chỉ biết số luôn một ra nó một số khác bạn 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 rất nên miền phong miền vậy đấy bạn có cái trong miền phong miền môi xem vì kêu thì kêu từ luôn cái sập nè từ tu vì nhiệt bản bản thì vẽ bản đồ bản đa thì xa ông lê bạn bạn xong trình bạn câu cách thắt ca rồi viên là bản mặt lấy mà thật kỹ cái cụ nâng ông ca bài phố hay bộ đi ngày kia đập bốn hai cũng kẹt năm thì còn đập bốn đây còn là lấy mà thật kỹ cái cụ thật là không trong nó sẵn cắt bằng khóc còn một bông chán hay bông chán bàn bộ vị thí bắt vẹn bắt đầu bản nà thì xa ông lê đó là một tù trú nông cổ khăn bỏ khổ xuống hợp rũng dù một chôn nâng cái là và lúc đấy hôn riêng phần lý nê dị ca nâng chia sẻ mạc chí rô thiên ông ca bài phô khai bộ đi bà chăm rô thích cầm bà chí bà này đang thà vẽ bắt đầu bản đà thì xa ông lê ní bàn phương là dùm nôn bánh lực hai ai đã niên giả khá cam chị kru ai kể tế thì xa ông lê mong bây giờ nó bị xin lây nơi tôi đang thay cả phùng chăm sở rộp chùm nôn ca sập nẹ đài là bỏ ngờ biến bói kru tế sở rộp chùm nôn lập nhạc thì vẽ bắt đầu bản đà ní bắt đầu từ nơi bà chạy kể tế sống khăn sống khăn ru miên ca bà chạy sống lê ca sọ tần ní phụ ní bây giờ có nâng kết xác này ca bỏ riêng lô li mây san bàn thay cao sở xa chấm phu sở la bằng là lấy mà thật như cái vụ nâng ông ca bài phô cái vụ đĩa đây là bàn hạ ca kia chúng tôi nhỏ nhìn vẹn vào đồng đàn đi lá ứng chỉ được xét ca lẹp bóng nâng thuần thiên xong bởi rẹn nâng thay vụ ca không biên làm lấy xong rắp lúc rô đẹp rô với chế lấy nâng ảnh ủ chế lấy nâng thay vụ phục trạm và hãy lúc có bàn xong lòng phô đoàn mình chạy chúng nuôi ôi bật tuôn bà tư sọ tập hiếp lò ai lô của bàn xe mông phơ khen tiết bây giờ đó là các xâm áp của mình khám ái bàn chôn ruông bàn chôn chui con trâu xa ca nâng phát đo ôi dạc lê lê ní bàn tóc tiết là bây giờ đó là các xâm áp công phái để tình dưỡng mà nâng bàn thư xa mà rõ nạc cam ả diên hàng lý tuyến lúc tiềm tì ở dưỡng đỏ khí rồi mình tâm hết đăng năng sử mặt thiết cực đoàn chìm xe lúc tu này cựu trên nè áp bí bọt sử mặt thiết cứ tiềm tì ở phụ quật mình sử mặt thiết cực quốc là bây bọn tố kê trong hết đăng năng kì xa ông lê đo lô xa xa đồ sắc chi át hoa lo ca bà chân xâm lê ca xoan tà ní phụ ní ca bà 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 ai đầm nang này cứ lục lưu nứng có bà trẻ ở đằng này thang sà la bằng đằng này mà sạch kinh chạy cụ chia sà la bằng riêng thì sao hằng lê bằng cả lại ở đây chẳng bị phóng đọc ai sà la ní cứ bằng riêng thì sao hằng lê bênh màu nâng cái máu thì sao chạy quân thì sao hằng lê nâng công tơ cực cùng rất ẩm biên thị trang sạch nâng cùng chồng chân nó sẵn cách bằng cốc trong nâng khách bằng chàm và tự nhiên là chúng ta cũng bị bắt nặng mạng ta lại bật to từ căn khai từ bồn khai bồn tim mình chơi không phải bay lúc bồn thon mình rồi bạn lúc bồn thon chỉ miếu xuống lúc bồn thon bạn chỉ việc số bạn lúc bật ra nâng lúc khai bạn bạn miền ở vây đi ca pi bay bay phen đi bạn bạn là phần này là bay bay ở dân miền từ đây đi ca mùi đây lúc bạn là ca của làm mùi tốn nó ngày bồn từ đây rồi lạnh lắm ở đây vây mình mà nhé từ bàn personal nó ghi tụm lệ cho lưu bạn à bây giờ tranh về đường vây tụm lệ cho lưu chứ bạn ở tại đây ở đây với mình mà đang từ bàn personal về nâng rất có tầm lắm bạn hai rồi tầm lẽ cho lú đại là miền trung râu nâng ở lú nâng trăm con và đòi chuẩn son sấy nâng màn tha nề ri nó bạn lập hơi bạn nâu ngày đi đập trăm nâng bạn ở đây với mình mà đang từ bàn personal nâng về tầm lẽ cho lú ขณะไปได้เลยประสานนักบ้านแบบบ่วงในรีไวคไม่นึงเอาคลุนนึงบกบัวโจตะขนมไพรดำใบยีซาซองเครียบบ้านตายโดยเกปนปองตัวเทียดในรีนุ่งดาวซาตายในรีนุ่งเมียนในรีจีซองตาหนึ่งบ้านเมียนเครื่องลังกาอีกชั้นแต่แบบเปียโนคลุนบ้านตะบานคลุนเกนึง
វាណារីនេះទម្លាក់ចូលលូហើយដោះយកគ្រឿងអលង្ការហើយក៏ពេកខ្លួនបាត់បាទដោះគ្រឿងអលង្ការយកទៀតដល់នៅយប់ថ្ងៃដដែលហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង5ទៀតភ្លឺហ្នឹងជនរងគ្រោះក៏បានដឹងខ្លួនក៏បានវាឡើងលើលូវិញបាទដើម្បីវាចូលមកនៅដល់ផ្ទះនៃចិត្តខាងសុំឲ្យទូសុំទូរស័ព្ទគេហ្នឹងខលទៅឲ្យឪពុកម្ដាយបងប្អូនហ្នឹងជួយខ្លួនបាទគណៈពេលដែលនារីហ្នឹងបានរួចខ្លួនហើយក៏បានប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចខាងរាជវត្តហាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទឈានដល់ការខាត់ខ្លួនបុរសដែលជាជនសង្ស័យដែលជាប្រុសស្នេហ៍នោះបាទចាប់ខ្លួនបានបាទគេចាប់ខ្លួនបានថ្ងៃ15ហ៎បាទនៅថ្ងៃទី15លោកបានបាទបាទបាទក្រោយពីសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ខ្លួនបានបាទក៏បានឈ្មោះរីនោះក៏បាននិយាយប្រាប់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងអលង្ការហើយខាងសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រើជ្រៀវបាទក៏បានគ្រឿងអលង្ការនោះមិនត្រូវបានបាត់ទេបាទត្រូវបានប្រមូលវិញទាំងអស់សរុបទឹកប្រាក់ទៅប្រមាណជាង1000ដុល្លារបាទក្នុងនោះគឺមានបាទកងដៃមួយឈុតបាទ6កងបាទហើយនឹងជាជាងមួយវងបាទហើយក្នុងនោះមានខ្សែកទូរស័ព្ទដៃនឹងមក iPhone មួយគ្រឿងផងដែរបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាជនសង្គ្រោះគឺមានឈ្មោះឈិនប៊ុនធឿនអាយុ19ឆ្នាំបាទនៅឋាននោះគឺនៅភូមិបាឡៃ2រីឯជនរងគ្រោះនោះគឺមានស្រីជនរងគ្រោះនោះគឺមានឈ្មោះផុនកៅបាទអាយុ16ឆ្នាំបាទរស់នៅក្នុងគុកជុកជ័យសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកបានបាទជនរងគ្រោះទៅជនរងគ្រោះត្រូវបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហើយលោកបានរីឯជនល្មើសសមត្ថកិច្ចបានកសាងក្រុមរងនឹងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកិច្ចការនេះលោកបានអរគុណលោកប៊ុនធនបាទអរគុណបាទជម្រាបលាលោកទាំងពីរបាទឃើញនេះគេហៅថាករណីសិក្សាជាក់ស្ដែងមួយថ្ងៃ14ហ្នឹងគឺថានាំគ្នាទៅបាទប៉ុន្តែនារីមិនព្រមទៅកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់បាទការមួយតងសុខចិត្តទៅជាមួយគេទោះបីជាមិនទៅកន្លែងស្ងាត់ប៉ុន្តែទៅទៅហើយចុះទៅទុកចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នាអាណាដឹងអញ្ចឹងអានោះវាបាក់អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះបន់ឲ្យដល់ថ្ងៃនោះអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលទើបតាក់ទងគ្នាបន់ឲ្យគេឲ្យផ្កាវាបាក់រឿងនោះសិតតែរឿងតែពួកវាទៅនៅបានវាមកបាទរឿងនេះវាចូលទៅដល់រឿងព្រមមិនទាន់មួយទៀតគេហៅថាហិង្សាដោយចេតនាហេសំទោសគេហៅថាលួចដោយមានស្ថានទំនងទោសមានន័យលួចដោយហិង្សាបាទលួចព្រមទាន់ដូចគ្នាពីព្រោះមានន័យថាវាយគេដើម្បីយកប្រាក់យកទ្រព្យសម្បត្តិគេនោះបាទតែរឿងតាក់ទិនទៅនឹងផ្លូវភេទផ្លូវអីអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមើលតែឃើញស្ថានភាពក្រៅបាទអរគុណឥឡូវពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទហើយវគ្គបន្តលោកអ្នកនឹងជួបនៅហៅសខានឹងកញ្ញាសិលាលោកមកជម្រាបខ្ញុំទៀតបាទព័ត៌មានម៉ោងទី2បន្តពីព្រោះថាលោកលទ្ធិលោកមានអាការៈដូចយើងមិនសូវមិនសូវស្រួលខ្លួនប៉ុណ្ណឹងទេបាទខ្លួនទេអញ្ចឹងលោកទៅមកពីប៉ោយប៉ែតប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងទៅប្រហែលថ្ងៃអីអញ្ចឹងហត់ណាអាចហត់អាចនឿយបាទអរគុណណាអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតជម្រាបលាលោកអ្នកតែត្រឹមនេះសម្រាប់ខ្ញុំបាទជួបគ្នាបន្តិចទៀតជាមួយកញ្ញាសិលាហើយថ្ងៃស្អែកជួបខ្ញុំបាទនិងលោកបត្រាបន្តទៀតចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា